Vâng, và bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu thứ 2 trong cái đấu BO3 bán kết thứ 2 khuôn khổ giải đấu ESL One Fun Pro 2016 giữa team Navi và team Vega. Hiện tại tỷ số là 1-0 cho phía của team Navi. Và họ có cho mình được Era Titan Batrider và Shadow Demon. Trong cái đó bên phía team Vega đó chính là Phoenix và Alchemist. Những hero bị loại bỏ đến từ bên phía của team Navi gồm có Darkseer, Beastmaster, Juggernaut và Dazzle. Trong đó bên phía của team Vega đó là IO, Bounty Hunter, AA và team Berserk. Rồi bên phía Navi họ có một cái combo setup rất là đơn giản, đó chính là sau đi mình up lại và Aero Titan có thể dậm được. Với cách pick như thế này thì Navi họ sẽ hướng tới lối đánh chủ động, đánh nhau sớm. Trong khi đó bên phía team Vega thì hai hero hiện có trên màn hình đó là Alchemist và Phoenix là những hero rất là cần level và cần farm. Và lượt pick thứ ba của bên phía team Vega đó chính là Salada. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Life Stealer. Radiant team's turn to pick. Vâng, Life Stealer cho anh phía của team Navi sẽ được cầm bởi Dichira. Cho anh phía của remaining. Team Vega. 5 seconds remaining. Reserve time. Bên phía BK VS luôn. Một pick trừ giáp, hai con trừ giáp nhắm thẳng mặt là siêu lời của Navi. Khi mà Navi đã ban là Dazzle rồi, không cách nào búp giáp lên được. Nghĩ có cách là giết con Zara trước khi mà bị chắc thôi. Bây giờ bên phía team Navi họ sẽ ban ra một hero carry khi mà Salada Vega hoàn toàn có thể đánh offlane dành cho Mark. Carry mà đánh tốt với cả Alchemist và cả Salada thì chỉ có thể là Juggernaut thôi, hoặc là ở xa Salada VS sẽ đi găng sớm tạo khoảng trống cho Phoenix và Alchemist farm. Sau đó về late thì cả ba con sẽ cùng nhau xanh và sẽ gánh keo. Đó là lý thuyết. Vâng, bên là bên phía team Navi. Họ bên là một hero tăng. Tăng cờ và nút nam vật lý khó chịu khi mà bên vào cấm bá chỉ cần stack cho 3 đến 4 chấm gai thôi. Thì với khả năng chịu giáp, Pull-up Vega hoàn toàn hơi giết được. Hoặc là 4, 3 skill chịu giáp luôn. Cái acid của Alchemist rồi cái trừ giáp của Slada, trừ giáp của VS và chưa kể là một cái mày đay nữa, chắc chắn ở trận này sẽ có lên mày đay từ phía VS. Thì BB là một hero rất là khó chịu trong nghìn đấu này. Nếu mà được cầm bởi Vega, đó là lý do tại sao mà Navi họ đã loại bỏ ra. Trong khi đó bên phía của team Vega thì họ sẽ ban ra vị trí team mid của Dendy. Dendy trận đấu này sẽ không có team Berserk nữa, mà có thể sẽ là Vân Retro Fest bị loại bỏ rồi. Trận này Dendy hoàn toàn có thể sử dụng Queen of Pain và đảm bảo được team mình có một cái tông đỏ rất là đẹp luôn.
Đập bè với combo Nux Bomb và lượng nút đam lớn. Một Ten mối tọa seconds là hơi remaining. mỏng. Navi cần một tăng G. Five seconds remaining. Giờ với Gauss Squadron thì họ Reserve sẽ time. có cho mình lượng big carry thôi. Seconds left. Decided. Clockwork. Và Clockwork cho Vega sẽ được cầm bởi Mark và Slada sẽ đánh carry về phía của No One. Bây giờ bên phía team Navi có phải là DK hay không? Không, DK lại tù, DK không đánh cơ động được. Nó farm mà linh sớm thì bay ra nhưng mà nó có tù. Nhưng mà DK rất là tù khi mà team bạn có Phoenix thì có thể là khó nghĩ nhỉ. Không lại đánh Slug. Slug carry đổi bắt đời đi plan cho là đổi bắt đời đi mid cho Slug plan. Vâng, đó là Shadow Fiend. Vâng, Shadow Fiend sẽ được cầm bởi Dandy. SF cho Dandy. Một hero mà gần như là đã tuyệt chủng ngoài community team thì đó lại là Shadowfin cho TNT. Long live the Nevermore. Vâng, thấy Clock mà không biết SF thì không biết là Nitraya đang nghĩ cái gì đây. Thấy Clock mà biết SF như thật vậy. Giống hành về quá. Seconds left. Decided. Five seconds remaining. Giống một một. Prepare for battle. Seconds to battle. Thanh đi có cho mình được một sụt, thanh niên đi quá đang sụt. Tân được vào mặt của Zoro, tạo bóng ra từ phía của Soneko, úp lại được rồi. Đó chính là No One. Bây giờ đánh lộn có xạ lên tân lực General ở đây. Dandy đấm vào phía của FN 3 chấm dầu. Sẽ là đánh phát cánh tiếp theo, đó là mạng của FN nằm xuống first touch cho phía của team Navi. Tân lại từ phía của No One, tiếp tục là Dandy cắn verify và Dandy cũng đã nằm rồi, mất một sụt. Tiếp tục là Arctide Focus solo nằm xuống General, búp dầu lên liên tục và đánh tay Sema lại chết 3-1 cho Dandy à cho Navi. Bây giờ No One là được 4 chấm dầu, tiếp tục đánh tiếp sẽ là 5 chấm dầu. Thôi thì No One chạy đi đâu anh ơi, bốn mạng tới nơi rồi. Vâng, 6 chấm dầu và đốt máu vẫn nằm xuống. Và đó là mạng dành cho Arcstyle. Bây giờ Soneko tiếp tục lao lên. Soneko rất là tự tin rồi, Soneko cần phải đi về. Vâng, 4-1. Vâng, đi mid với Archimedes thì đúng là chỉ cầm SF với việc là owning cái lượng sâu của mình, hoàn toàn có thể ăn được. Còn Archimedes lượng nam tay của SF deny farm rất là kinh. Giờ với bác quýt tiếp kìa, úp lại được solo, tiếp tục là bôi dầu lên nhưng mà solo sẽ sống thôi. Vâng, Anavi đánh quá lầy, 5-2 rồi. Ở phía trên top, Vijaya hoàn toàn có thể chơi được với con Clock này, với việc có cho mình được gần level 2. Dandy có được 7 soul, còn 8 soul rồi. Easy land.
lượng nam tay là quá đủ. Để có thể đập cho con FN này. Còn tự tin vẫy hai vẫy luôn. Con Dandy sử dụng cho mình item đó chính là Akana SF mix với lại cái móng của TI. Và úp lại cú và chết luôn Dandy. Cái đốt máu vẫn cắn bên máu được. Vâng, cắn bên máu to trong cái đốt máu. Đỉnh nhờ. Dandy đã sống cho một thượng cú rất hay của Akana, tại đã không có đồ nữa rồi. Còn Dandy trở lại với item thì anh ấy sử dụng cho mình cái móng của T5 Akana SF. Cùng với đó chính là cái vai của Trung TH. Set đồ SF của người Việt Nam. Yeah. Còn rồi dầu lên rồi anh ơi. Nhưng mà anh ấy vẫn chạy được, anh ấy quay người rất là nặng nề luôn. Dầu vô đầu tiếp tục là No One 13 chấm chuyển qua đập solo, rất là nhiều dầu ở đây. Trong khi đó là phía là mid đi rồi cho mình nửa máu mà thôi. Không kết một cái gì đó đi, farm creep còn 7 đó, tự tin 17 sột rồi. Bây giờ bên phía nam bên họ dồn xuống dưới. Họ mới bắt được ai đó. Di chuyển nhiều như thế này không biết được mạng là phí lắm. Mình thấy được solo ở đây. Một cái gần úp lại trước. Sau đó cái giọng. Một cái đùng. Bây giờ thì những cái bóng mới đập vào cái solo băng trội. Soneko bị tên lại bị trừ giáp. Trong cái Astar nằm xuống một cái Soneko cũng sẽ như vậy luôn. Vâng, Navi is throwing. Vâng, Navi họ đang feed rất là nhiều. Bây giờ Nova sẽ bị đốt chết không? Trong cái đống lửa này mà coi là cắn stick từ phía Nova rồi. Nova liệu có sống hay không? Đây một hình ảnh cuối cùng rồi. Nhưng Grip đang đánh rất là đau. Anh cuối cùng chuột phải, chuột trái, chuột gì cũng được. Nhưng không quýnh được. Bây giờ lại vui dầu tiếp từ phía Mercenaro. Đánh một cái là chết Nova. Đánh một cái rồi. Và Nova được cắn stick lên tiếp. Phải cái cắn stick. Ở mid thì Dandy đang đi ép nó ở là kinh khủng. 19-8 với Akamid là 11-0. À, vâng, Soneko phải tự sát trong tình huống vừa rồi. Trong Rosa, đừng hãy về nhà nhanh hơn. Có nhảy máu lên Sorin cho mình. Ở phía trên top thì Dijaya đang cố gắng. Không được coi, đang pha rất là ngon lành. Rồi ông Mac này thì đang cố gắng đi, nhưng mà chắc là đi không nổi rồi. Giờ FN mà bị úp lại, Asai úp lại được nha. Dandy đi ăn rune thôi. Hồi nãy ấy, mà úp lại được Dandy canh sắp 2-7 là chết con Camus luôn. Giờ tôi lại ra cover thì có Sema, Soneko cũng ra đánh nhau nó đập máu. Còn hai tele ra luôn. Cover cho FN. FN chỉ đang ké thằng Go thôi. Không có bình máu to từ phía của Tevega. Họ còn phải mua bình máu to được mua từ phía của Sema để mà hỗ trợ cho FN có thể farm được. Ở phía trước boss thì No One có một thời gian yên ngã một tí sau khi có support của Davi để di chuyển đi. Tuy nhiên thì lượng mang qua nay cũng không nhiều lắm. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, tanh thì được hòa Star có chiều giáp ra đốt máu luôn. Rồi mình có Sama tự úp mình lại. Chồng luôn cúng vớt thôi. Rồi đó cũng tanh lại và mạng dành cho No One. To the dead zone. Còn Dandy với việc có cho mình được cả hơn 100 dam như thế này thì farm rất là dễ dàng, là cần cho lane rất là tốt luôn, mỗi tội là hơi mỏng. Giờ đập một cái là chết luôn á. Ôi ơi, creep lên rồi, một thủ lướt lên rồi, mà tránh rất hay được của Dandy. Và đó chính là một tình huống độc map thôi, khi mà rõ ràng bên phía của Navi không có ward ở khu vực lane mid. Mà nãy chơi SF rất là tự tin. Không có quát nào ở đây hết á. Thậm chí Vega còn cắm 2 quát nữa cơ. Dandy thoát chết trong tình huống găng vừa rồi. Vâng, rune regen là dành cho ai đây? Mac hay là Dandy? Dandy tiến ra rune dành cho Mac rồi.
dành cho Zoro. Và bây giờ thì tức là bộ giàu không cho nó quan phạm bị tân lại. Rồi sơn ma đi ra, tân được một phiếu Zoro bật lửa lên rồi. Bây giờ tân ra đốt lửa luôn, dập ngủ, nhưng mà Zoro có thể là khó sống đây. Lách cây các kiểu, bây giờ Sema suýt chết trong tình huống vừa rồi nhưng mà không lướt về kịp. No One cũng hấp hối, còn tính đam chuẩn. Bây giờ có Arctide ở đây, Arctide up lại được solo nhưng mà sẽ bị stun. Và stun đè thì phải có No One, Arctide nằm xuống và luôn là anh người ấy. Arctide là một và Zoro là hai, những thanh niên đánh rất là có những pha highlight next level. Đặc biệt là khi anh ấy di chuyển ngang qua một cái ward của anh Phantom Vega thì không cách nào Vega họ không giết được hết á. Vâng, FN bây giờ có cho mình được cái anti rồi. Có clock mát hút hụt rồi. Phá cái tránh luôn á thiệt. Không có sai, không có gì hết, sao ông tránh như thật vậy? Đồng ý là mid là mát đã biết là mát không có đứng ở lane, nhưng mà làm sao mà có thể tránh được những cái pha hút ảo diệu như vậy được. Vâng, tôi đã rồi, với boss thì quần chết được cái mạng của No One rồi. 6 năm. Vâng, ăn sắt thì mới có FN. Andy và ăn ké kịp hay không đây? Ở đây có hàng là đúng rồi. Một cái kênh và vẫy ké luôn anh ơi. Ôi ơi, trừ giá mà Dandy không xong thì cũng tin ra úp lại được. Sao là không úp Dandy, Dandy ra lao vào cho nổ sâu chết luôn. Còn hơi đang nói cho thủ vừa rồi, đáng lẽ là họ nên ăn cái stack này trước, sau đó mới qua đây. Hoặc là wow, SS một hero không cơ động lắm và đang bị hút vào từ phía qua Star không úp lại được luôn. 7 sau nhưng mà phía Vega họ đang bắt đầu lấy lại lợi thế của mình sau những pha hơi thọt đầu game rồi. Giờ Vega họ đang trở lại, mình nên nhớ rằng Na'Vi đang sở hữu một carry free farm đó chính là Lightstealer. Cả Zoro cũng đang rất là xanh và Zoro lên chống để mà có thể đứng lên tốt được. Mày không tin đâu vậy. Ừ, mát là trở lại trên top rồi và chọn cái stack cam luôn. Đi Chaya. Chui con rip thôi, chui con rip. Chui con rip. Vâng, nâng mắt cho mình cái siêu hài để mà có thể farm rừng tốt hơn. Farm rừng rất là nghệ thuật, nó được phải Destroya để lên cho Hardstyle lấy level. Sau những pha fail quá nhiều quá, anh ấy fit 6. What the f... Vega ăn 7 mạng, Hardstyle fit hết 4 mạng à. Henley fit the của 5. Fit ạc. Dandy đang tiến lên trên top lại và từ phía của Mark rồi. Nhưng mà tay băng trụ quá nhiều, mình AFK tí rồi. Vâng, AK quay lại hay Zoro là người nằm xuống rồi. Trong khi đó Na'Vi hình ảnh push ra phía trên top sẽ lên thẳng với KB từ phía của Dandy.
mấy tiếp nào có cho mình âm lấy sao cho mình một cái ra đi ăn. Còn cái Senchi của phía nào vì đã phá được cái kèm của phía Vega rồi. Ông Akstar đi đâu đó. Còn Akstar đang đi đang support vào rừng. Lụm mạng được. Đó chính là bùng cháy không? Không, chỉ là vẫy rồi. Vẫy ở phía của Mark đánh tay và đó là bom sẵn. Chưa chết, swap lại, nổ độc. Wow, không chết được Mark trong tình huống vừa rồi. Quá đen tiếc trong tình huống vừa rồi. Trời ơi, Akstar không tăng độc. Tăng mắt 1-2. Ờ, đánh đi không ra bùng cháy không nhỉ? Quá đen tuyệt. Họ định vào bắt Alchemist nhưng mà gặp ngay con Cloud và... Như vậy không bắt được. Còn hai lên từ phía của tiệm nào vì đó là Toro và cả Nitraya. Anh đi gần xong BKB rồi. Smoke tới phía của tiệm Vega. Đang di chuyển lên solo đi đầu để mà có một tình huống swap được. Toro đang đứng ở đây lộ hàng được Sema rồi. Liệu có lao lên không? Là lao lên swap này, lao lên tên luôn thì có no one, mà tôi cũng tên đè. Và Zoro được úp lại ngay lập tức. Bây giờ biến ra Zoro kéo vào được no one. No one bây giờ nào no one nằm xuống. Chứng cũng đã bể ở phía đằng sau khi mà Nitraya đã raise lên và tán vào cái chứng. À, nãy là nhầm, nãy là Big Link của No One và Linh của Zenero. Không phải là Dick Zaya. Black Chiller em tin là cái quái gì. Zenero bây giờ đang lên Amlet. Đang lên cho mình chắc là Echo Saber tiếp theo rồi. Amlet xong sẽ lên Echo Saber, sau đó lên Deso và AC. Còn 8 đều rồi. Kèm 10 kill rất là căng. Các anh điện bét thủ đang có vẻ sắp bị sỏi thật. Còn Roshan được ăn bởi Dandy. Nên nhớ rằng ốc có rocket, không nên bật tắt Amlet quá lâu và ảnh hưởng đến cái lượng máu quá nhiều như vậy. Rocket hơi nó bắn chết luôn. Còn NVWC mà thấy được là Sonego đang farm một mình. Network từ đó đang đứng đầu, tiếp tục là FN của Vega. Còn FN của Vega giống như kiểu là Miracle của OG vậy, luôn luôn là những hero chơi những hero gánh kèo. Anh ấy luôn đứng Network đầu tiên và ở giữa một rừng Network của team bạn luôn. Navi cứ từ tốn mà push thôi. Tiếp tục là thể hiện quá sức push mạnh mẽ từ phía Navi. Còn nước đất ra swap lại để cứu solo sẽ bị stun từ phía của General và tiếp tục đuổi theo đập solo thôi. Thí cái mạng solo để bỏ chạy. FN đang được trụ rồi, solo lao thẳng vào trụ, xoay người rất là nặng nề, mạng dành cho Dandy. Nằm ở đó Lichaya đang bị bỏ rơi một mình, hướng tới cho mình một cái Echo Saber và Asa tới cover ngay lập tức. Không nên để cho carry đứng một mình. Carry rất là dễ trở thành một tên tội đồ nếu mà support không cover. Navi bật lửa lên đuổi theo và không thành công rồi. Echo Saber trên người của
Detraya. Tiara. Tiara. Đang lên phòng sát vị của General. Trong cái đó thì Mark đã có cho mình được cái phần tab. Có thể là xong Vega họ sẽ smoke một phát nữa. Sau khi có được phần staff rồi thì FN bị thấy đây, FN bị slow, up lại được FN. Sau này còn sẽ lắp cái giọng, giọng một cái đùng. Đuổi theo bọn Amplet lên, tụi hiệu của FN đuổi theo tụi hiệu của Na'Vi. Đang tiếp tục dí lên nhưng mà vẫn hai đôi support giết chết một con kẹt co. Bởi vì là hành đi hình như tắt Amplet hay sao á. Nhưng mà bây giờ bom xăng bật ngược lại nhưng mà mát lại vẫn đi về thôi. Vâng, và 10 kill cho Na'Vi. Amdex Sida trả giá bởi vì ET đấm cho một cái thốn tận rốn luôn. Giờ Na'Vi lại push thôi. Rồi là lưỡi Jaya rồi. Đi chia ra. Ông Linh cho đen đi. Này là đánh Dota kiểu cũ rồi. SF lên BKB mà Linh. Giờ dắt rồng luôn tao phải đưa chơi à. Nãy sẽ chặn creep. Easy farm luôn, farm rất là nhanh so với việc là phải đánh bằng tay. Cứ khàng một cái là có một quay creep. Bởi vì là con rồng này có 500 mana thì nó sẽ pha được 5 quay creep. Thậm chí là nếu mà bạn đủ thời gian rảnh rồi stack 2 quay creep lại làm một nữa thì tham cực kỳ khủng khiếp luôn. Thì có con rồng nó nhân đôi cái stack lên đó, la thịt rất là nhiều creep thôi. Thì đã khạc 2-3 cái rồi. Giờ chuẩn bị chui vô kiếm con rồng mới. Mà rất tiếc là trong đây không có rồng, mà là con Thunder gì đó quấn tên. Vega họ đang tập trung ở với Lamid và lại anh top. Vòng vòng lên quanh quẩn trong nhà thôi. Đáng lẽ nếu mà đánh Clock thì Vega họ nên chủ động để đánh nhau nhiều. Tuy nhiên thì nãy giờ Clock cũng mang vẫn chỉ ở trong nhà, ít khi hút. Mát tính ra thì Mát là một tay chơi mà đánh Clock không được hay cho lắm. Nếu mà theo thống kê hồi xưa ấy, lúc mà còn đánh cho em bay ấy. Mà lên stun trừ giá Ferguson để cậu đánh vài cái. Tân đè Sonaco bị Mát bắn rocket chết. Nhưng mà ở phía bot, ở phía mid, ở phía lamid, ở phía lamid, ở phía lamid phát hiện được Sama ở đây. Zoro kéo qua được Sama bung cháy một cái đùn. Cần gì gãy lóc mà chúng ta đã có SF và Bat Rider. Được đuổi lên tiếp, giờ này có FN. Slow được FN, slow được FN. Mấy con gà đang bay ngang qua đang đi, bắt gà hay bắt người đây? Không phải là bắt người rồi, úp lại được. Tao lên tân luôn, Arkstyle nằm xuống. Khi mà bị trừ giáp quá nhiều, bây giờ bắt được rồi. FN slow rồi, với Jaya, Manta, FN, FN đã sống. Và Vega hoàn được luôn cái chủ mid. Xong trận này, xong cái BO3 này sẽ là trận đấu BO5 chung kết tổng với trận đấu ESL One Frankfurt luôn. Và hiện tại đang có một ứng cử viên rồi, đó chính là Ogre.
Sau chiến thắng 2-1 trước Liquid, mà trận Vega Na'Vi xuống định là đối thủ của OG là ai? Na'Vi hay là Vega? Hiện tại thì tỷ số là 1-0 cho phía Na'Vi rồi, mà thanh niên Hot Lobby Sida không để vào. Vega họ đang support và Dandy có thể sẽ là feeder. Đang còn rất ít máu thì phía cái Dandy có nửa máu thôi, bị stun là chết luôn đó. Linh vào ngay được mát BKB, tên là bùng bị bát chết rồi, có Dandy không kịp bùng cháy luôn, 1 tỷ cái skill bay ra và Dandy là người nằm xuống. Con Dandy là tiếng một tình huống gọi là chảy rồi đánh ngược, nhưng mà rõ ràng là không sử dụng được skill luôn, nhưng mà liên tục bị bắt hai cái và một cái mini stun từ phía cái hút phí BKB. Con kéo được cái bóng rất là hay rồi, phải con Zenaro. Một đều lên rồi thấy được một tên lập lên ngay hủy cái tên, bây giờ đang bị đẩy về luôn, hơi fail rồi. Zero lao vào Sonico dồn đạp chết luôn mạng của Solo cho Dandy phát hiện được. FN nguyên team sẽ ùa vô, nguyên team sẽ vô, ôi thấy được luôn. FN ở đây, Dandy đang đấm tay rất là tích cực. FN sẽ bỏ chạy thôi, FN bỏ chạy rất là nhanh, bây giờ Dandy có đuổi không? Ôi, FN vẫn đi farm kia. Ôi, lao vào tele và rồi không có nào cancel cái tele đó cả. Ở dưới lần này lock và cancel được, còn Dandy như là Manta. Dandy là Manta để mà phá cái chắc của con Lada. Dire's top tower is under attack. Sai smoke lao thẳng phía của FN. Slow anh Tư là búp hết bộ skill qua rồi, thì giờ đồ đang chờ để mà kéo về. Con swap là cú rất hay của con Solo. Dichaya chui ra phân công FN, hai tay là chết, chỉ con chép luôn, chết Solo. Rất kinh khủng của Dichaya khi mà có cái bóng của LR Titan thì cái việc trừ giáp là không phải bàn luôn. Bóng LR Titan sẽ trừ hết cái giáp trắng và đề xô sẽ trừ luôn cái giáp xanh. Và bây giờ mất ai gịch của Randy thôi, đập bể trứng rồi. Và Na'Vi họ sẽ vào no one có lần nằm xuống triple kill cho Dick Yara, và cái trụ này sẽ nằm bởi bác ta đến từ phía của no one linh tân đôi. Có chắc không, có chắc là nhà linh tân đôi không, hay là sẽ bị quẩy ngược đây. Dick Yara bằng búp vật clip để mà hồi máu lại. Còn Dick Yara no one định linh vào thì lập tức là bị cái bóng của Sonico phá và không thể linh được. Như vậy là một rack, không, một plan cho phía team Na'Vi luôn. Một land rồi. Vâng, bùng cháy để biểu diễn, lập tức có thì về thôi này. Vâng, cái giáp trắng và cái giáp xanh là những cái thứ chúng ta đang quan tâm tới. Elder Titan và Deso. Vâng, Akamit có 7 giáp trắng nè, cái bóng ET trừ phát mất 7 nha. Xong Lysel Deso một phát là mất hết 5 luôn, âm 2 giáp. VS thì cũng tương tự rồi, âm 4 giáp.
Thật sự là từ lúc mà biết cho mát con Glock là mình thấy là thua rồi. Con Glock này giờ chả ai chơi đó. Chưa kể là mát đánh Glock như cứt. Sorry, lát đánh Glock không được hay. Mình lần phải công tâm đúng không? Giờ úp lại là tôi phải qua style. Bây giờ di chuyển lên, binh lên xanh. Akta lại fit rồi. Sao fit vậy? Mà không hiểu sao Akta lại fit và bóng của Andy đi lên như một vị thần. Ủa là sao ta? Anh xem mà đứng ở ngoài mà. Cao ra có bị lớn vậy, nãy cái đứng ở ngoài tuốt ở ngoài trụ, con là anh cái mít nó đi tuốt ở trong với con lai xin lờ tuốt ở trong nhà sao mà dính được. Bớt đi. Trời ơi, tinh hùng rồi, trừ giá ra đồ diễn hay quá. Bây giờ quay ngược lại, các bác ở dưới, các bác ở dưới đây, các bác ở dưới. Đúng rồi, đen đi kìa, lao ra, lao ra, lao ra. Trời ơi, solo một hit, hai hit, hai hit. Nay chút, nay chút. Kéo được FN ra, lúc đang hiểu hoạt tài FN lại nằm rồi. Quan trọng là anh ấy đưa mắt 1-2. Mắt 1-2 dòng đám rất là khủng từ phía cái skill 2 và cái ulti. Gửi chưa một tạo ra mấy con đó cũng đánh đau hết đùa. Ủa 75% đam của con thật. Phật phật đứng ra 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 bắn ra lên phía của em nào hút phèn phía của mát thấy không hút núp lắm rồi vậy sao đi mà lên cha vò phật táp. Ủa nó Soneko bãi cây tầm support support giàu hơn mid team bạn không support giàu hơn carry team bạn giàu hơn upland team bạn giàu hơn nguyên team bạn chứ thua mỗi đi mid tao này đi mid tao là anh mid. Ghê 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 trong game này quá kê. Nói chung là cũng khinh phết. Giờ Navi sẽ đi vô, Navi sẽ đi vô, Navi sẽ vào. Ôi ôi, bắt không thành công thì Sonaro rồi, nhưng mà cái nhà này bạch rồi. Chờ khiếp. Chờ rip rip vào những người công nhân chăm chỉ cho mình bút nhà. Thôi chúng ta sẽ tự quay cam thôi, chúng ta quay cam không có sung lắm. Ông bớt vô địch giùm tôi một cái. Ăn à. Đừng ăn bánh mì của bố. Vâng, bây giờ là lên top đến từ phía của Zoro và Style bằng hai tay lên luôn. Support là phải có giày bay. Vâng, úp lại rồi, kéo lại, sóc lên não là phía của FN. Bây giờ dồn ra từ của Style, FN sẽ nằm xuống. Và như vậy là FN không có bài bay. Navi phụ tích xe. Sắp 2016 là phải có giày bay. Ok. Sắp là phải lên gậy xanh, giày bay. Support có chuẩn mực. What để làm gì? Cũng bị phá thôi à. Cứ lên đồ trước đi.
thua là tại team mà thắng là do mình xanh. Thế thôi. Rõ ràng quan điểm từ đầu đi. Tiếp tục là lên top luôn anh thường viên của team Na'Vi. Bây giờ thì lấy gì mà cản đây? Alchemist vẫn chuẩn bị ra đứt ra nhà nhưng mà được cái cục what the fuck mà cục hết cho đứt ra ra. Đi chưa ra cục hết rồi, ba cái sáu máu rây lên và tát luôn chứ đùa. Tát nát trứng nè, trứng sẽ bị dập, dập trứng rồi. Và Dandy BKB lên đập chết con lóc 1-0 với Flash Swap ra bùng cháy của Dandy. Double kill cho Dandy. Và GG GG Na'Vi sẽ là người đi vào rồi sẽ là đội vào chung kết tổng với OG trong trận đấu ESL One Fan Fest 2016 2-0 trước Vega rồi. GG và chúng ta sẽ còn chờ một chút kỳ hồng hoặc chắc khoảng 15 phút hay nửa tiếng gì đó trước khi đến với trận chung kết tổng với nhau ESL One Fan Fest 2016 giữa Na'Vi và OG sẽ được gửi đến các bạn bởi Killer 7 và anh ấy sẽ là à không bạn ấy hoặc là thằng nhóc ấy thằng cu ấy cũng được sẽ là người gửi đến các bạn trận đấu chung kết tổng chỉ Na'Vi và OG là đấu BO5. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tận hưởng chiến thắng cùng với Na'Vi. Radiant Middle Guard.